chân đê chút hương thầm lá còn cánh diều bay chấm nhỏ chỗ xa kia gọi về rằng trăm bầu màu xanh tàng cây giống bóng đỏ con kênh vai giạt cỏ như động vào bát động vào tiếng gong mỗi lần ngồi đông đưa phía chân trời xa thẳm để chiều nay đôi mắt về cánh đồng áo bay còn đâu chiều nghiêng tay thương ai mà bối rối sao nắng
đây luôn ha. Lậu đây luôn ha sao? Để đây xuống rồi. Dạ ok ok, dạ xuống luôn. Ôi xuống thác là đi luôn hả? Cố rồi, hai bên ra đi về thôi à, thời gian. Cố là mỗi người về. Vậy đó là tôi có là mỗi người 10 ngàn chở vô trung tâm phố, rồi. Nếu như mọi người đi tham quan thì tôi sẽ tính thêm giờ ở một xe là 300 ngàn với 10 người đi xe. Rồi chạy quanh đi những tiếng đường rồi, thôi chứ phố đi bộ là đi bộ. Không, nhưng mình mua phố cổ đúng không? Mình mua vé phố cổ là cái xe điện chợ Bình Dương luôn không? Đó, phố cổ là... Dạ không, không ạ. Phố cổ là xe không xe nào vào phố. Có không, nhưng mà chở tới cái phố không? Đúng rồi, chở đó, chở tới phố là không tốn tiền đúng không? Đâu. Không, 10.000 người chở nhà mọi người. Đã mua vé bên kia rồi, vẫn thêm 10.000 người. Vé tham quan, còn đây xe dịch vụ gọi là trung chuyển thôi ạ. Ờ, đó là vé tham quan là riêng, mà xe trung chuyển là riêng nữa. Đây là cái dịch vụ đi chở vô. Chứ không phải là chung luôn hả? Tức là nếu mà mình mua vé tham quan mà mình đi bộ thì không có tốn tiền xe điện đúng không? Đúng không? À, rồi đúng. Lấy những người xuống dịch vụ thì xe này chở xuống tận Sầm Sơn còn dừa. Không có là 30 ngàn một người, là từ đây có xuống còn dừa là 7 cây. 25 ngàn. Ok, bao nhiêu người đi là ấy? 10 ngàn người cho người ta chở vô rồi, phố đi rồi còn mua vé thôi. Xa lắm. Vé tham quan phố cổ. Ê, anh chưa hiểu cái vé xe điện là sao mà vé không có hộ là sao? Điện thì là riêng, còn vé này là vé vào tham quan các di tích cổ, vé của nhà nước. Thì cái vé này là sẽ vô được nhà cổ, hội quán, bảo tàng luôn ạ. Thì anh vô đó anh không tham quan với cái đó mà anh chỉ đi vòng vòng thành phố ngoài thôi được không? Anh không cần tham quan, đi ngoài ngoài vòng 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 anh coi hộp vô rồi anh ăn uống trong đó thôi thì sao? Mình đã đến Hội An rồi, nên tham quan cái đó một tuần rồi mình vừa tham quan được mà mình đóng góp vào cái cổ không, nhưng mà tụi anh không thích ăn là chủ yếu đó được không? Mình tham quan đi mà nói như vậy, mà các anh vẫn không muốn tham quan di tích, chỉ muốn đi vòng vòng thì mình đi vào bên trong đó, sau đó nếu mình muốn tham quan nữa thì có cái vé bên trong nữa thì cũng được. Ok, rồi, như vậy là mua vé trong phố cổ có phải mua vé đây không? Bắt buộc phải mua hay là không? Không cần, không muốn. Không thể thích, mà là có 2 cái rồi. Có 2 cái rồi. Còn vé xe điện Hội An thì bao nhiêu em? Dạ, em không bán vé xe điện, anh đi. Bên kia nó cái 20 ngàn, bây giờ bên này cái 10 ngàn. Đâu bên kia 10 ngàn nữa. Bên kia 10 ngàn. Người 10 ngàn. Bên này bao nhiêu? Nó cạnh tranh với nhau mà. Cùng giá. Một phần 10 ngàn. Một lượt công chuyển từ đây vào phố cổ là 10 ngàn một người. Đi về lại là 10 ngàn. Mình mua trong kia là mua đây, lúc đi về là mua trong kia sao? Hay là mua đây? Lúc đi về thì mình trả tiền mặt cho tài xế à. Ờ, lúc đi về là tiền mặt tài xế riêng hả? Dạ. Cũng vẫn là 10 ngàn thôi. Nhưng mà lúc mà về làm sao mình có ở trong đó có xe điện hả? Dạ. Ba chiếc. Ba kêu bên này còn mấy người đi tiểu á. Tôi còn mấy người thì chờ mấy người đi tiểu đi. Rồi nhà mình cứ đây ngồi trước đi à. Đưa lên. Rồi khách lên xe đi. Có số điện thoại không? Điện thoại đó không? Có đâu không giữ con lấy con hỏi nghèo. Dạ con muốn lên xe không? Yeah. Chắc mình cái lên cái đó. Lấy số điện thoại lại kìa. Rồi. Em không có đem điện thoại, em hết pin rồi, em thua rồi. Điện thoại em hết. Phi. Họ đi xe đi. Máy à? Xe bấm. Cứ mới đang vào xe. Xe này với xe nào nữa? Bên kia là quán kia. Đi được 30 người mới đi nha, xe này mấy người đếm đi. Xe này 10 chưa? Rồi, xe này mấy người? Đây là 10 đúng không? Are you going to do spinning thingy? Oh, yeah. And boost it, right? I want to fall in the water. Get down now, fall in the water. No, no, I don't. Yeah, you for sure can. You drench the stuff the rest of the trip. Or today. Thank you.
Nếu mà trở lại thuyền thúng thì bao nhiêu người? Dạ đi thuyền thúng là 30.000 một người ạ. Mỗi vậy đó hả? Dạ. Nó tới 7 cây. Nó có cái giá hết cả. Thuyền thúng thì đẹp, mát mẻ. Là mỗi xe là mấy? 10 người là 300.000 một xe. Nhưng mà chạy đéo giờ về không? Chạy đi thôi không về. Là một lượt đó, 300.000 là một lượt đó. Còn mắc dữ vậy. Dạ, thì nó có giá là từ 0 đến dưới 3 km là 10.000. Còn 3 đến 5 cây là 20.000. 5 đến 7 cây là 30.000. Tại máy trên máy là tới rồi nè. Giờ đây là đi thẳng thôi, còn không có quẹo bên to gì hết. Ở đây thì cũng được rồi hết. Dạ. Thế là con đi thì phục vụ hết là phục vụ thấy cái xe chứ. Giá phục vụ là phải thấy cái xe luôn. Dạ người tại. Bây giờ em mua phục vụ. Từ ngồi bãi xe nó vô phố cổ nó tầm khoảng 1.4 cây. Có 1.4 cây. Dạ. Từ bãi xe chạy hơi xa. Đi cả 15 phút ạ. Thì bỏ vậy đó rồi. Giờ vô còn nắng lắm. Chưa được. Cái xe xanh là cái gì là thành tên của xe đưa vàng đó hả? Dạ, đi hai con xe khác nhau. Giờ vô số một tháng. Ồ. Dạ, thiệt đó. Mình đi đường bỏ đi đường đi bên bờ sông rồi sông cũng đẹp nắng lắm. Cái lồng không? Như vậy đó. Mấy lồng cây? Đây, đây. Sầu riêng này. Đây là sầu riêng. Bà thích sầu riêng hả? À, yeah. Sầu riêng. Dừa đi, dừa đi. Dừa, dừa, không có cái dừa, dừa, dừa. Dừa có dừa. Hả? Mấy giờ đó ở đây? Mấy giờ sorry em chưa nghe, mấy giờ trở lại đây? Ngon á. Bán gì xem. Cái này không có giống tuổi thơ, có một cái gai dài tròn hơn. Mà có đậu rất là ngon. Cái này đó, nó có cái lỗ thơm. Đó, cái lỗ thơm. Nó phải đậu kỳ. Mà béo. Tròn khúc này. Đợi trước hả? Tôi cứ chỉ có tôi cứ chỉ có bán vé đó. Bé bé đâu? Bé không? Bé không? Không, không bé. Bé nữa. Có bé không? Đâu còn bé đâu. Phải có vé hả? Có hồi nãy còn cô kia nói là vô đây thăm mấy di tích lịch sử tham quan mấy cái thì mới ban vé thôi. Ok. Bây giờ mày chơi mày không quay con nữa chứ. Mày mày cả là bỏ đi liền. Đòi vé không bảo. Bà láp. Mình hỏi ngoài kia rồi. Đúng đang như một lúc mình chụp nguyên tấm hình nghe đây nè. Nhớ cái nhà đông mà đẹp lắm. Hả? Đó, đứng ngay đây nè, đứng đông đông. Xe không có chú. Oh, sao?
Anh ơi, anh giờ hẹn để đi ra, lỡ có ai có là thì cũng bỏ đã. Biết giờ đi ra. Anh là bỏ cái gì? Trước đi ra nó bằng lắm. Bỏ vào cái túi cho chị cầm đi. Bỏ theo là gì? Con phi long là gì? Con chim bay. Không, anh hướng dẫn rồi, cho anh. Thuận có rồi ra. Thuận. Gia đình em gái việc. Đi. Bấm cuốc. Tới đây chứ nữa, qua tới đây chứ nữa, cho nó chai mặt luôn. Dạ. Dạ. Qua tới qua đi đây. Đứng vô. Đứng vô. Vâng quá. Bác nấu mịn lắm bác ơi. Bác nấu rất là mịn. Tẩu rất là mịn. Sao không nhiều bạn? Quê. Sao là món này thích nè. Quê to là sao mà? To là. Ok, ở chỗ ai xin tiền là mình sẽ ổn mình rồi các bạn. Ok. Lọc ra ngoài. That's cute. Có đi toilet được không em? Dạ, qua cái dù đó ta. Cái dù nào? Dạ, đây này, cái dù đen này, vô cái cửa gỗ mà lồng đèn mà 3-4 tầng đó. Dạ, đây đúng đây thấy nè. Dạ, toilet ngay đó. Cà phê muối. Cà muối ngon lắm á. Cà muối. Cà phê muối nhỉ? Dùng nước. Không lấy đâu. Có lấy cà phê gì? Không hết. Cà phê thường nè. Dạ. Thả lấy cà phê gì? Thường thường. Chú cà phê muối hả? Yeah. No, she gets cà phê muối. It's pretty good. Cà phê muối là cái gì em? Dạ, cà phê... Bột bò muối vô. Dạ, bột muối xịt á. Nó đổ vô nó mặn hả? Dạ, nó vừa mặn sơ sơ thế. Đấy, bột béo gì thôi. Mới vừa ăn hả? Không, còn đi con mèo rồi. Không. Cho em bỏ mèo.
Come on, choose my seat. Quay kiếm cái nhà đi phải. Đây là đi này. Ở đang đi. Lỗi. Hả? Nhà này của quý hả? Ui, nhà ông nội em á. Ờ vậy hả? Bây giờ còn không? Bây giờ bán hết rồi. Vô hỏi. Nhà của ông nội quý. Vô hỏi thăm đi. Vô hỏi thăm đi, vô nhà hỏi vô. Nãy giờ hỏi rồi, nãy giờ hỏi rồi. Rồi hả? Bán hết lăng xa hết rồi, bỏ hết rồi. À. Hồi xưa anh quý ở đây. Cô, đủ trước gà đi, đó. Anh quý. Dẫn nợ thôi. Anh quý, giờ không tìm á. Giá hay mà ngon. Ở đây này, xuống đây có nhà điện, nhà phát điện đây. Sau lận xong mà cứ mỗi tới mùa mưa nó luộc lên, nó ngập lên luôn. Ủa nhà quá ngon. Sai thôi. Sai hả? Sai là thầy đó. Từ nhỏ là 200. Hồi xưa nó mới mở ra rộng á, hồi xưa đâu có cửa này. Hồi xưa đấy trước, trước đây là căn nhà ra rồi nó làm cái sự giống nhà nội giống mình. À quán nó cửa bên kia. Đây chứ chiếc khỏi chung. Đây có cái gọi là kẹo kẹo bún. Chụp trước đi chứ có cần reserve chưa không Việt? Hả? 30 mấy người. Mình là 30 người, 30 người đúng. 34 đi 4 người còn 30. Ai đi 4 người? Trung Quốc với Đức không đi. Rồi đó trước rồi đó. Đó. Thôi đi, đến nói đợi chúng ta. Rồi về kia đi. Ai có điện thoại đưa cho. Có số điện thoại đâu. Quý này số đi quý. Số quý số nó là. Đúng rồi. Ăn xong là thế nào đó. Đúng rồi. Anh đã có chuẩn bị. Beep, 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 beep,
Thế sao? Đúng rồi. Không biết luôn. Đây đây. Bịp 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 bịp. Mấy người đi đâu vậy? Ơi. 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 Cái bàn mới là bao nhiêu giờ chị ra tới là chị chụp qua cho tôi làm đấy xe nhưng chậm có đi quên nó có lá xe ngủ ở đây rút cái nhà người ta mà có bạn con ép qua bên đâu kìa Chứ không là thả mọt. Bao nhiêu anh? Bao nhiêu ly vậy? 16.000 ly. 16.000 một ly hả? Có gì đặc biệt không ta? Ba người đứng luôn, ba người đứng luôn. Đứng luôn lọc, thủy luôn. Không rồi đúng không? Đi chung đoàn, đi chung đoàn. Đi nhỏ mình đâu? Tôi chăm đi cũng được kìa. Đi đi. Có hết rồi à? Cho anh chồng được đó. Mình đâu thấy đâu? Ờ, bây giờ mình không thấy rồi. Anh Trần đâu? Kết lần đâu? Đang xuyên đâu? Đi với Nam mới thảo tới. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
the funniest thing I've seen. Thịt nướng của bánh tráng. Là chị bỏ đi nè chị, em chỉ cho là chị cuốn dễ hơn. Ồ, đã mấy người không chỉ chị. Mấy người đem ra mà không chỉ cho. Chị lấy bánh tráng đây nè. Chị lên nè, là bánh này sẽ dính vô. Chị dính vô nè. Chị cuốn. Chị gỡ mất công. Còn đây là cao lầu. Cái chỗ mà hồi nãy hẹn á, cái chỗ mà thả xuống anh ra nó tìm nó coi có đó không. Em cái kem cầm 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 rồi cho chút nước tương Hết mà. Cái này ăn gì vậy? Sauce gì không? Cho dưới đây, cổ đây. Just you wanna eat some of this? Yeah, I'm not gonna go there. Ngon. Cái thịt nướng này ngon. Không ngon mà. Thấy ngon. Thấy ngon vậy. Thấy ok, em được. Thịt nướng ngon đúng không? Em thích cái này. Thịt nướng ngon thích hả? Đúng với em. Cái thịt thì là không điểm mới ngon. Thịt nướng ngon. Thịt nướng ngon hả? Rồi thả mọc là 1, 2, 3, 4, 4 cái thả mọc nè. 5 cái thả mọc nè. Thả mọc là gì vậy? Thả mọc là cái ly này nè. Giống như thấy được. Rồi, rồi 2 cái soda. Thả mọc là gì là 2 cái soda. 2 cái nước xả. Rồi, cái này nước suối của mình đây, nước suối của người ta. Nước suối của nhà. Của người ta rồi, ghi vô. Cho một cái thả mọc rồi đi. Suối.
hai nước ngọt. Rồi, hai nước ngọt. Rồi bây giờ cái thả mộc anh cho số số 6 luôn, số 6 luôn. Tại vì anh này anh xin một ly nữa, kêu cả ly. Một ly thả mộc nữa nè. Anh quay phim. Rồi còn gì nữa không em? Đâu thấy là tổng rồi. Đó nè ha. Dạ đó. Để nghe rồi. Thiếu nha. Dạ không. Bây giờ tới cái thiếu của em ấy nha. Để lên nữa cho cái lên nữa đó. Mình chỉ tự cả thôi. Mình nói thiệt á. Mà em đây chưa đây nước mọc kìa, nước mọc kìa. Vi phạm. Thả mọc rồi. Bánh xoài đây, bánh xoài đây, ngon mà rẻ đây, đây ngon mà rẻ đây, bánh xoài đây. Một cái nhiều nữa. Bạn vô mà con ơi. Cái 30, cái 6 ngàn mà ngon, mua cái 30 ngàn. Ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. 5 cái thì 30, mua cái 10 ngàn. Ngon bổ rẻ đây. Bán hàng kìa. Mua giùm 3 cái đi. Ngon bổ rẻ đây. Cái chân đi. Mua đi anh hai. Giám đốc mà cũng ghê. Ngon. Ai biết? Đâu cũng nóng mà. Đâu tàu cũng nóng rồi. Đâu hủ. Cũng ăn vậy. Anh biết cô đây, em biết đây, em Bình. Cô đi ngồi. Nóng. Ủa ai cũng ăn mà hướng nhau hết vậy đó hả? Có một loại thôi đó hả? Ngồi đi ăn. Dưới. Bắp bông bò, nhất luôn á. Bắp mềm luôn á. Có thể ăn khác thôi à. Bắp. Dạ nhưng mà hồi nãy em móc cái bắp anh ăn không á ngon. Ăn không đừng lấy giá gì hết, chạy bắp không á. Chắc của Thảo ngon nhất quá. Cái này ngon nhất hả? Em biết hả? Cái này ngon nhất hả? This is just basic. Của Thảo ăn cái gì quá vậy? Của Thảo lớn kìa. Ờ, Thảo của Thảo là đủ thứ hết rồi. Dạ, 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 đó rồi này đúng rồi. Đó rồi đúng rồi. Bên vô ngồi ăn đi bên. Ăn hoài đúng không? Ăn chứ, ăn chứ. Bên 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 cháu anh con thấy no, bên kia no rồi đúng không? Có ăn da no rồi. Ngon nữa. Trời này đang lắm không ngon. Vô chụp hình nhau thế ơi. Đây, sao? Không hết chụp hình. Có kìa ơi, vô chụp dạ mình bao nhiêu người ạ? Không biết rồi, ngồi thôi. Ngồi Việt Nam. Ngày mai trở lại đi. Ngày mai trở lại đi. Ngày mai trở lại đi. Khu này là nhà khổ không mẹ? Có ngày mai trở lại đi. Thôi, Giang, lên bên Đà Lạt rồi. Sắp sửa Đà Lạt thứ hai rồi. Bốn đến năm người. Đẹp quá. Quá đẹp quá. Đẹp quá rồi thế nhỉ? Bên nào? Vô lấy mấy thuyền. Oh,
Chị nói à, đúng 14 không? Người trên xe rồi. Bây giờ mình đang là 16 người là đủ. Để đủ 16 người không? 4, 6, 8, 10, 12. Gia đình Vy là 14. Vy ơi, đây 16 là đủ. Mới đây 16 rồi, đúng rồi. Rồi giờ đếm đây 16 chưa? 16 rồi, mới đếm rồi. Vy đếm là 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phi đâu? Phi đang mua trái xoài. Hai người đúng không? Chung em. Rồi, 16 rồi. Rồi lấy xe đi Thùng Yến. Em bán cho bà hết. Rồi, hai xe chứ hả? Một xe đâu đủ. 16 là phải hai xe đó. Anh có tiền không anh? Lấy xe này có được. Anh đi đưa bãi hồ chân đúng không anh? Đúng rồi. Lên. Phi đâu? Sau đi anh, 1600 mét. Rồi lên luôn, cả chém người nè. Rồi lên luôn. Phi đâu? Lên luôn. Phi. Phi ơi. Phi. Phi ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 14. Đây đó là 8 giờ diễn mà lo cho chị. Rồi đi qua trước đó. Đang mua xoài. Không, đang mua xoài. Xuống cái bếp đấy. Nghe rồi. Quýnh quá rớt tiền rớt đồ kìa. Rớt tiền hả? Tiền không? Phi đâu? Ông Quýnh quá, ông làm rớt đóng tiền à. Chết cha, đừng có giỡn chơi nha. Sao? Nó bóp rồi, rớt tiền. Trời ơi. Hết rồi. Chắc không? Chắc. Rồi, em ơi. Oh my. Có người cuối xuống mà không biết lượm gì kìa. Chết cha rồi kìa. Ê, chưa. Đúng xoài với lại chung chung gì đó mọi người. Hi everyone, my name is Yas. The next time I come to Vietnam, they're white. Cái phone của ai rồi? Ai mà yếu tim thì không làm nghề lái xe này. Rồi. Nè Thúy ơi, tập thích. Đây. Không. Bao nhiêu tiền? 600 ghi xuống 200.
sao phải ăn như không nhớ đâu. Cá cao tinh á, gọi là gì? Không biết đâu. Kiểm toán. Cá sao như vậy?